Vào khoảng 10 giờ sáng, người dân phát hiện khói lửa bốc cháy từ căn nhà trên đường Nguyên Phi Ỉ Lan, phường 7, liền hô hoán phá cửa để dập lửa. Sau ít phút, người dân và lực lượng chức năng đã tiếp cận được hiện trường. Tuy nhiên, căn nhà đã bị lửa thiêu rụi. Lực lượng chức năng phát hiện 3 cháu nhỏ, lần lượt 6 tuổi, 4 tuổi và 9 tháng tuổi đã tử vong. Cả 3 nạn nhân đều theo gia đình từ Ninh Thuận lên Đà Lạt thăm người thân từ chiều hôm qua thì xảy ra vụ việc đáng tiếc. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, công an tỉnh, thành phố Đà Lạt và các đoàn thể xã hội đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình. Hiện, công an thành phố Đà Lạt đang phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập thêm thông tin, điều tra, làm rõ vụ việc.